Vụ bé VA, tôi chưa gặp người cha nào ác như Nguyễn Kim Trung Thái. Thưa quý khán giả thân mến, phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong trong ngày hôm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân khắp cả nước. Từ rất sớm, hàng trăm người dân đã đến khu vực tòa án để theo dõi phiên tòa. Trong suốt thời gian xét xử, những người tham dự đã không thể kìm nổi nước mắt khi sự việc quá đau xót cho bé VA và không ngừng phẫn nộ trước lời khai của cặp nhân tình vô nhân tính Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Trung Kim Thái. Trước đó, nói về vụ án gây rúng động dư luận này, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, trong cuộc đời làm luật sư của mình, ông chưa từng thấy người cha nào tàn ác như Nguyễn Kim Trung Thái. Cụ thể, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, bé VA cho biết đây là vụ án sử dụng bạo lực kinh hoàng nhất trong lịch sử mà ông từng biết, từng tham gia công tác tố tụng gần 20 năm nay. Chưa vụ án nào mà các tình tiết lại thể hiện sự tàn ác và man rợ đến vậy với một cháu bé. Khi tiếp cận, tôi cũng từng đặt câu hỏi liệu có nguyên nhân gì khác dẫn đến chuyện xảy ra vụ việc kinh hoàng như thế này không? Luật sư chia sẻ và cho rằng dù đã tham gia tố tụng rất nhiều vụ án bạo hành trẻ em, nhưng khi tiếp cận vụ án này, ông vẫn thấy bụng rụng kinh hoàng về hành vi của hai bị cáo Trang và Thái. Nhấn mạnh, không có bất cứ lý lẽ nào có thể bào chữa cho hành vi của các bị cáo. Luật sư đánh giá, Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang đều là những đối tượng có học thức, có hiểu biết và trình độ. Nhưng cả hai đã gây ra vụ việc bạo hành một đứa trẻ kinh hoàng như thế, chỉ có thể xuất phát từ bản chất, bản tính độc địa của hai con người. Luật sư Thơm chia sẻ, ông cũng là một người cha và ông không thể nào giải thích nổi về cách hành xử của một ông bố như Nguyễn Kim Trung Thái. Trong cuộc đời làm luật sư, tôi chưa từng gặp, chưa từng thấy một người cha nào tàn ác như Thái. Người cha cùng nhân tình trực tiếp bạo hành con đẻ trong một thời gian dài, tội ác khủng khiếp vậy mà vẫn rất lạnh lùng. Luật sư nói và cho biết, Thái không có một lời can ngăn người tình, cũng không một lời lý giải, lý do có những hành động như thế. Phát biểu với báo chí, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đã có lúc không kìm được nước mắt khi nói về quá trình bé VA bị hành hạ đến tử vong. Trong quá trình con mình bị nhốt trong chuồng chó chẳng hạn, nhốt chung với chó, bà thấy qua hình ảnh bị can cầm hung khí, cầm cây sắt, đã thấy con mình sợ hãi mà còn đứng ngay đó nữa. Hình ảnh đập vào mắt chúng tôi không thể chấp nhận được. Thứ ba nữa là hình ảnh cởi quần áo hết của con mình mà đánh, ngồi bên cạnh, chứng kiến xuyên suốt một thời gian dài từ ngày 21 trở về trước, thì tôi thấy Nguyễn Kim Trung Thái cùng tội giết người với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, cho nên chúng tôi kiến nghị để chuyển tội danh, nữ luật sư chia sẻ. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ hy vọng kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái sẽ được xem xét bởi đây không chỉ là mong muốn của các cá nhân, các luật sư, gia đình bị hại mà còn là mong mỏi của đa số người dân ủng hộ công lý cho bé VA.